Tại các quốc gia trên thế giới, khoa học công nghệ phát triển nhanh, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số trở thành một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của thời đại. Ở Việt Nam, vào những năm đầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, những tác động từ bên ngoài ngày càng gia tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp chưa chú trọng và chưa sẵn sàng cho chuyển đổi số. Tuy nhiên, những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 từ cuối năm 2019 đã cho thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công tác vận hành doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải có các giải pháp chuyển đổi số linh hoạt, phù hợp nhằm ứng phó kịp thời và giảm thiểu các ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài. Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 ghi nhận. Kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 43% GDP, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Nhiều mô hình kinh doanh mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đã hình thành và phát triển một số tập đoàn kinh tế tư nhân tiên phong trong đầu tư và ứng dụng khoa học, công nghệ, có thương hiệu và năng lực cạnh tranh trong nước, khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, năng lực hấp thụ công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo của doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vẫn đang sử dụng công nghệ lạc hậu so với mức trung bình của thế giới. Cái chuyển đổi số là một cái phần không thể thiếu, có thể nói là phần lõi, phần phương tiện để chuyển sang một cái nền kinh tế số. Và nền kinh tế số thì tất yếu là yêu cầu là tất cả các cái đối tượng ở trong nền kinh tế đó phải chuyển đổi sang một cái thế giới số song song với cả một cái thế giới thực. Cái việc đó thì chúng ta đã, cả thế giới thì đang dịch chuyển rồi, và Việt Nam thì cũng không nằm ngoài cái xu hướng chung đó. Và trong 5 năm vừa qua, mà có thể là còn lâu xa hơn nữa, thì chúng ta cũng đã dần dần làm việc đó, nhưng mà một cách tự phát, một cách tự nhiên, một cách tự động theo cái khuynh hướng của xã hội. Hạn chế đầu tiên của chuyển đổi số không phải chỉ với khu vực doanh nghiệp mà cả với cả khu vực nhà nước và tất cả các khu vực khác là người ta chưa thực sự hình dung ra là chuyển đổi số thì phải làm cái gì. Thế nhưng nếu mà biết cách mà chuyển đổi một cách có hệ thống thì nó sẽ phù hợp hơn và nó sẽ thuận tiện hơn. Thế thì việc chuyển đổi số đầu tiên nó đòi hỏi là một cái tầm nhìn của những người mà đứng đầu các cái tổ chức mà cần phải chuyển đổi số đó. Đơn vị này hiện là một trong 10 sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu tại Việt Nam. Để có được kết quả này, toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên công ty đã phải trải qua một quá trình dài thay đổi tư duy, học hỏi và đi lên từ những thất bại trong quá trình triển khai chuyển đổi số. Năm 2017, với quyết tâm chuyển đổi số, đơn vị này mua một phần mềm ứng dụng của nước ngoài với chi phí đắt đỏ. Thế nhưng sau 2 năm triển khai, đơn vị này buộc phải dừng lại do các ứng dụng không phù hợp với thực tiễn hoạt động của một doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Quyết tâm không từ bỏ, ban lãnh đạo đơn vị tiếp tục đầu tư, thực hiện chuyển đổi số lại từ đầu và thay đổi cách thức triển khai bằng cách bắt đầu ở bộ phận có nhân lực tốt nhất. Chuyển đổi số là một quá trình rất dài và mỗi doanh nghiệp phải là liên tục vượt qua từng cái mốc một, từng cái khâu một, từng bộ phận một, từng con người một để chúng ta có những cái kết quả tốt hơn. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái cách thức triển khai của chúng ta. Theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta nên triển khai ở bộ phận nào có con người tốt nhất. Chúng ta phải chuyển đổi từng bộ phận và làm từng bước một, có kế hoạch rõ ràng, nhưng mà cái định hướng, cái nỗ lực thì không thay đổi. Cái thứ ba theo tôi ở đây là cái giải pháp. Trao đổi với phóng viên Truyền hình Nhân dân, lãnh đạo công ty MZLand cũng chia sẻ, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì bản thân các doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy, có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về chuyển đổi số. Đặc biệt, cần áp dụng phù hợp chuyển đổi số vào chính mô hình, lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh. Chuyển đổi số nó không phải là như là một cái áo để chúng ta khoe ra ngoài, mà nó phải bắt đầu từ nội tại của mỗi con người trong công ty, đặc biệt là ban lãnh đạo. Chúng ta phải đấu tranh giữa những cái mới, những cái cũ, những cái tư duy phát triển với những cái tư duy cũ lạc hậu hơn, rồi giữa những cách làm truyền thống thủ công bằng giấy tờ
quan liêu mệnh lệnh từ trên xuống dưới với những cái công nghệ, những cái minh bạch rõ ràng. Và tôi nghĩ rằng là cái thời điểm bây giờ là cái thời điểm, tôi có thể nói rằng thời điểm vàng để mỗi doanh nghiệp có thể làm cái cuộc cách mạng của chính mình để phát triển bền vững và lớn mạnh hơn. Công ty cổ phần MISA là đơn vị đã có kinh nghiệm 26 năm cung cấp các giải pháp hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành của doanh nghiệp. Hiện công ty này đang cung cấp các giải pháp số hóa hoạt động cho khoảng 250.000 khách hàng, trong đó có hơn 150.000 doanh nghiệp. Công ty này cho biết, các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thường xuất phát từ nhu cầu nghiệp vụ đơn giản, nhân sự ít và yếu nên khó triển khai các giải pháp tổng thể phức tạp. Nguồn chi phí hạn chế của doanh nghiệp không đủ để chi trả cho các giải pháp công kênh và đắt đỏ của nước ngoài. Khi phải sử dụng nhiều giải pháp của nhiều nhà cung cấp khác nhau thì triển khai không đồng bộ, thiếu tính liên kết giữa các bộ phận, phòng ban. Nguyên nhân dẫn tới thực trạng này là do doanh nghiệp chưa có sự đầu tư đúng mức, do chưa hiểu đúng những lợi ích chuyển đổi số mang lại cho công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp. Thực tế chuyển đổi số nó chính là việc là sử dụng cái công nghệ số để giúp cho cái việc là thu thập cũng như là phân tích điều hành các cái dữ liệu của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp mang lại nhiều cái trải nghiệm cho khách hàng, thu hút được nhiều khách hàng cũng như là giữ được nhiều khách hàng, và đồng thời cũng như là tăng cái năng suất cho chính đội ngũ cán bộ nhân viên của doanh nghiệp, và đặc biệt là tối ưu chi phí và gia tăng được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như là tăng cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thì đấy là những cái lợi ích mà chuyển đổi số mang lại cho các cái doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ, khi mà cái nguồn lực cũng như cái vốn ban đầu còn yếu, còn ít. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 749 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Đến năm 2030, Việt Nam sẽ thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chính phủ điện tử EZDI. Theo các chuyên gia, cùng với các nhiệm vụ giải pháp về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, các doanh nghiệp cần có sự định hướng, hỗ trợ chính sách của nhà nước để góp phần đạt được mục tiêu này. Nếu mà cơ quan nhà nước tham gia tích cực vào cái công tác tuyên truyền, khích lệ, động viên, cũng như là tạo điều kiện cho các cái chủ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp mới tham gia gia nhập, hoặc các cái doanh nghiệp nguồn vốn chưa có, người ta có được cái cơ hội để người ta đầu tư, để người ta thực hiện được cái việc chuyển đổi số. Thì cái đấy đầu tiên đấy là công tác về tuyên truyền. Cái thứ hai nữa đấy là muốn thực hiện chuyển đổi số thì rõ ràng cũng phải có cái sự đầu tư cả về thời gian, sức lực, và đặc biệt là cả về vấn đề về ngân sách. Cho nên nhà nước mà thực sự là muốn cái công cuộc chuyển đổi số quốc gia này thành công thì cũng phải có quan tâm vấn đề về đầu tư về ngân sách, để mà tất cả các cơ quan đơn vị cũng sẵn sàng để thực hiện vấn đề về chuyển đổi số. Và đặc biệt thì tôi nghĩ rằng là muốn thực hiện được chuyển đổi số tốt thì đấy phải có các cái doanh nghiệp về công nghệ thông tin, là những doanh nghiệp mà cung cấp cái giải pháp chuyển đổi số có uy tín và chất lượng và thương hiệu, được có những các cái chính sách tạo điều kiện thuận lợi của nhà nước. Kỳ đại hội thứ 12 thì chúng ta cũng đặt một cái trọng tâm, đó là chính phủ điện tử và trở thành những cái nước trong ASEAN cộng 4. Thì để thực hiện một cái chính phủ điện tử thì chúng ta phải có nhiều các cái thành phố thông minh, các cái giải pháp về thủ tục hành chính đều phải cắt giảm, và quan trọng nhất là đưa người dân, người doanh nghiệp, các cái tổ chức lên một nền tảng về công nghệ số. Hiện nay chúng ta đang nằm ở trong cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để tiến tới một cái kỳ đại hội đảng lần thứ 13 thành công thì chúng ta phải đưa chính phủ điện tử thành chính phủ số. Và trong cái nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông thì cũng đặt ra một cái kỳ vọng là chúng ta có từ 50.000 cho đến 100.000 các cái doanh nghiệp là doanh nghiệp số. Thì không chỉ là các cái doanh nghiệp sản xuất về công nghệ số, cái quan trọng nhất là có nhiều các cái doanh nghiệp sử dụng các cái nền tảng số để làm sao đáp ứng trong cái việc của chúng ta trở thành chính phủ số. Trong kỷ nguyên 4.0, chuyển đổi số là điều tất yếu mà mọi quốc gia trên thế giới đều đang hướng tới. Và tại Việt Nam, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế đang được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 13 theo dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.